Sau thất bại 1-4 trước Nhật Bản trong trận đấu mở màn vòng bảng World Cup 2022 tại sân Volkswagen Arena, Wolfsburg, huấn luyện viên đội tuyển Đức Hansi Flick đã bày tỏ sự lo ngại về hiệu suất của đội bóng. Flick cho biết ban huấn luyện đang cố gắng hết sức, nhưng đội tuyển Đức đã thi đấu kém cỏi và không thể đánh bại hàng phòng ngự của Nhật Bản. Trong trận đấu này, Đức kiểm soát bóng tốt hơn với 68% thời gian, nhưng chỉ có 11 pha dứt điểm và chỉ có 3 cú sút trúng đích, trong khi Nhật Bản đã có 14 lần dứt điểm và 11 lần trúng đích. Đây là một trận đấu mà Nhật Bản đã thể hiện sự hiệu quả cao, ghi tới 4 bàn thắng, trong đó có cả các bàn thắng từ Junya Ito, Leroy Sane, Ayase Ueda, Takuma Asano và Ao Tanaka. Hansi Flick ngầm chỉ trích đội hình của Đức, cho rằng họ không có đủ khả năng để đối phó với hàng phòng ngự của Nhật Bản. Ông nhấn mạnh rằng Đức cần phải cải thiện nhiều khía cạnh và sự thất bại này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho đội bóng Đức. Đội trưởng của đội tuyển Đức Ilkay Gundogan cũng đồng tình với ý kiến của Flick, cho rằng Đức đã mắc nhiều lỗi cá nhân và cần phải cải thiện cả về khía cạnh tấn công và phòng ngự. Tiền vệ của Barcelona nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở huấn luyện viên mà từng cầu thủ cần phải tự đặt câu hỏi và nỗ lực cải thiện khả năng thi đấu của mình. Joshua Kimmich, một cầu thủ quan trọng của đội tuyển Đức, cũng thể hiện sự thất vọng sau trận đấu và chia sẻ rằng Đức đã phản ứng tốt sau khi để Nhật Bản mở tỷ số, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm để cải thiện hiệu suất thi đấu.